Xin chào các bác và các bạn đến với cái mục mà đàn ông vào bếp của chúng tôi nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cái món gọi là bít tết thịt heo nhé. Đây là sản phẩm này. Thì cái món này chúng ta có thể dùng cái thịt cốt lết mà nó có phần mỡ nhiều như này, hoặc là chúng ta có thể dùng vai đầu rồng nhé. Tất nhiên làm sao để cái tỷ lệ lạc mỡ nó đan xen với nhau như thế này là tốt nhất. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng một chút rượu, một chút nước cam hoặc nước chanh, một chút dầu hào, lá sả. Nếu không có lá sả thì chúng ta có thể dùng cái lá hồng quế nhá, hạt tiêu, dầu muối mắm các kiểu tùy thích. Cái màu chúng ta dùng nghệ để cho nó có màu tự nhiên nhá. Chúng tôi là những người nông dân cho nên dùng những cái sản phẩm mang tính chất nông nghiệp một chút, và quan trọng nhất là nó sạch, nó lành cho sức khỏe của chúng ta. Bây giờ nó có quá nhiều các loại bột màu, các loại hóa chất và chúng tôi không khuyến khích các bác và các bạn dùng những cái đó nhá. Tôi thì là một người nông dân, làm sao đấy để làm một cái món ăn đơn giản thôi, nhanh gọn, đơn giản, bổ dưỡng cho sức khỏe, và chúng ta hiểu những cái gì chúng ta ăn vào. Chúng ta hạn chế dùng những thứ hóa chất, chúng ta ưu tiên dùng những cái thứ mà cây nhà lá vườn, tốt nhất là do bàn tay chúng ta làm ra thì nó sẽ hay hơn và lành sạch hơn. Đấy, thì ở cái việc nấu ăn ấy, tôi xin chia sẻ là tôi coi cái việc nấu ăn ấy là một cái kỹ năng sinh tồn hàng đầu, và là cái yêu cầu đầu tiên của tôi đối với các con tôi, dù là con trai hay con gái, đều phải có khả năng nấu ăn một cách thành thạo, nhanh nhẹn, xử lý một bữa ăn thật là nhanh, làm sao các cháu có thể xoay sở một bữa ăn trong vòng từ 15 trên 30 phút nếu mà gắt về thời gian quá, còn không thì thông thường khoảng tầm từ nửa tiếng cho đến một tiếng đồng hồ là phải xong một bữa cơm mà. Đấy là cái yêu cầu của tôi. Vì thực ra mà nói chế biến khoa học thì nó cũng không cần thiết phải mất quá nhiều thời gian. Những cái thứ mà chúng ta nấu quá nhiều lửa, dùng quá nhiều dầu mỡ hoặc là hầm quá lâu ấy, đều làm ảnh hưởng đến cái sự dinh dưỡng của sản phẩm của chúng ta. Đó, cho nên chúng tôi khuyến khích các cháu làm những món đơn giản thôi. Cách thức chế biến thì đơn giản nhưng mà làm sao đấy để giữ được phần nhiều cái dinh dưỡng của cái thức ăn đấy. Là thằng cháu hỏi là sao bố làm gì mà thơm thế? Cái thơm này là do cái rượu nhá, tôi kết hợp cái nước cam và cái dầu hào cũng như cái lá sả. Tôi chọn cái lá sả vì cái mùi thơm của nó mang tính chất nó dân dã hơn. Cái lá húng quế thì nó sẽ tạo ra cái mùi thơm mạnh hơn một chút, cái dầu nó mạnh hơn một chút. Thì tùy trong nhà tôi thì vợ tôi sẽ thích lá húng quế hơn, còn tôi và các con lại thích lá sả. Lá sả nó có gì đấy nó hay cả về cái màu sắc và cái mùi thơm của nó, cho nên chúng tôi yêu thích hơn. Đấy. Và mẹ cháu thì thích cái lá húng quế hơn vì cái có lẽ là cái vì mùi dầu nó mạnh hơn và cái mùi thơm của nó nồng đàn hơn. Đó thì tùy mỗi người mỗi thích. Thì đây là cái cách mà chúng tôi tạo ra một cái món thịt chiên rất là thơm ngon và nhanh. Tổng thời gian chế biến của chúng ta chỉ mất khoảng 5 phút thôi các bác và các bạn nhé. Chỉ mất 5 phút là chúng ta có thể, 5 đến 6 phút là chúng ta có thể chiên ra những miếng thịt gọi là thịt heo mà nấu kiểu bít tết như này, rất là ngon. Đấy, thì cái phần trình bày tôi không lặng lè lắm, tôi coi cách thức chế biến thôi. Còn trình bày cắt xén ra bày vẽ ra ấy, tôi nghĩ rằng mỗi một nhà cái món ăn nó không ngon, không đẹp hơn nhờ cái đĩa, cái bát. Xin cảm ơn các bác và các bạn đã xem clip nhé. Xin chào tạm biệt.